Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đã và đang là đại dịch lớn làm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Để hạn chế mức độ lây lan cũng như ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, thì ngoài việc chúng ta phải tuân thủ các biện pháp 5K, thì cần phải tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Và một trong những cách đơn giản nhất để giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng chính là tập thở và tập vận động để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Phổi của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn nếu được tập luyện mỗi ngày. Và hiện nay thì các bài tập thở của yoga đã và đang hỗ trợ tích cực trong việc điều trị COVID-19 trong thời gian qua. Trong cái phương pháp mà để tăng cường hệ hô hấp, tăng cường khả năng miễn dịch đối với phổi, thì yoga là một cái bộ môn gọi là chuyên sâu về hơi thở. Hơi thở ở đây là nó sẽ đi sâu vào trong cái đáy phổi của mình, như là hơi thở hít bụng phình, thở bụng thóp, như là các bác sĩ cũng đã khuyến cáo người dân của mình là hãy hít thật sâu và thở thật chậm. Nhưng mà thì chỉ cần như vậy thôi là đủ. Nhưng mà đối với một số bạn là cái khả năng hít sâu thở chậm sẽ không được, thì chính vì vậy họ sẽ tìm tới yoga và họ sẽ nhờ huấn luyện viên. Đối với những bạn đã có kinh nghiệm về hơi thở thì các bạn sẽ hướng dẫn để làm sao kích hoạt lại khả năng thở của những bạn đó để tăng cường hệ hô hấp. Thì hơi thở chỉ cần chúng ta hít thật sâu rồi thở ra từ từ và chậm, quan sát đó trong vòng 5 phút, trong vòng phải tập đúng 5 phút, thì khi đó mình mới cảm nhận được cái cơ thể của mình, cái oxy mình đi vào nhiều hơn. Chứ còn nếu mà dưới 5 phút thì Hằng nghĩ rằng cái việc mà hít sâu thở chậm nó chưa đủ để nó đi vào cho tới từng tế bào của lá phổi mình. Bệnh kép lại một trái, thở ra một phải. Hiện nay tại nhiều bệnh viện điều trị COVID cũng đã áp dụng các bài tập thở yoga để giúp người bệnh nhanh chóng tăng cường chức năng hô hấp, giải độc phổi, tống đẩy khứ thừa và cặn bã trong phổi, giảm các triệu chứng ho, khan, đàm, cổ họng, hụt hơi, khó thở, vân vân. Căng lên nào, thở ra thấp bụng, tay hạ xuống sàn. Đẩy lưng ra sau, bụng thóp, mắt nhìn về qua lớp học xâm của huấn luyện viên Đào Cẩm Hằng, chị Kim Thoa từng là bệnh nhân F0 có triệu chứng trung bình, nhưng sau thời gian liên kết và được sự hướng dẫn của luyện viên Cẩm Hằng, chị đã hồi phục. Dù đã khỏe mạnh được về nhà, nhưng chị vẫn duy trì lớp yoga qua sân hàng ngày để tiếp tục tập luyện và hồi phục sức khỏe. Đây là mình cũng có hỏi bác sĩ cho mình là yoga mình tập ở khi vậy là thì bác sĩ nói tốt, không có sao hết, cái đó là mình tập được là tốt đó. Cho nên là lúc đó là bắt đầu mình mới tiến hành là mình liên hệ với giáo để mình tập đó. Thì lúc đó là mình tập mình thấy cải thiện rõ luôn, cải thiện sức khỏe mình nó rất là nhanh và cái hơi thở của mình nó càng ngày càng sâu. Lúc đầu mình thở rất là ít, thở kiểu là thở rất là mạnh luôn mà cái hơi của mình nó không có được sâu. Nó trong vòng được mấy ngày là bắt đầu là cái hơi thở mình cảm giác là bình thường. Lúc đầu là mình thở ghê lắm, thở cái tim của mình nó hơi nó ra, tại vì mình phải lấy hơi á, người mình rất là mệt. Bây giờ về hơi thở là bình thường, nhưng mà có một cái là cơ thể mình là nó chưa có hồi phục 100%, cũng khoảng 80-90% rồi, là bây giờ khỏe hẳn rồi đó. Bạn cứ theo lớp này đi, lớp này là Hằng cho cái level nó ổn á. Thoa cứ tiếp tục đi, trong vòng 1 tháng Hằng đảm bảo bạn phục hồi hoàn chỉnh luôn. Những cái bạn mà đã bị nhiễm bệnh sau đó là được phục hồi thì cơ thể của họ thường thường người họ rất là lạnh, bởi vì cái này là dạng cảm cúm nên rất là lạnh và họ có khả năng là họ khó thở rất là nhiều và cái hệ thống hô hấp của họ yếu. Thì những cái bài thở khi họ kêu mình yêu cầu họ hít thật sâu thở thật chậm, nhiều lúc họ sẽ không thể nào làm được điều đó. Chính vì vậy sẽ có những cái bài gọi là bài demo, những cái bài gọi là những cái bài chia cắt nhẹ ra để cho làm sao cho họ đi được nhịp hơi thở, sau đó mới đi sâu vào cái vấn đề gọi là hít thở và giữ hơi thở để kiểm soát được coi cái phổi của mình có kích hoạt được hay không. Thì cái đó là mỗi học viên sẽ có một cái liệu trình tùy theo khả năng của mình, nên mình cũng không thể nào mà hướng dẫn, nhưng mà sẽ có một cái gọi là những cái bước để họ có thể họ tiếp cận được với cái hơi thở sâu và sạch của họ. Yoga không chỉ hỗ trợ tích cực trong điều trị COVID, giúp mọi người hít thở, tăng cường chức năng hô hấp. Đặc biệt, thông qua yoga, huấn luyện viên kết nối với người bệnh, trò chuyện, trao đổi, giúp cho người bệnh bình tĩnh trở lại. Chỉ
Bên cạnh việc ăn uống phù hợp giúp cho hệ hô hấp và các tế bào phổi đủ vi chất dinh dưỡng, thì bạn cần phải tập luyện mới giúp cho phổi có sức chống đỡ trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Chúng ta sẽ sử dụng hơi thở Batista, là hơi thở này nó sẽ gây áp lực lên phổi và nó bắt đầu kích hoạt lại cho hệ thống phổi của mình. Phương pháp thở là chúng ta hít thật sâu và thở ra thật mạnh, mỗi lần sẽ là 10 nhịp và chúng ta sẽ làm trong vòng 3 lần như vậy đối với từng động tác. Động tác thứ nhất là tay vươn lên, hít thật sâu, thở ra thật mạnh như vậy 10 lần là hít thở. Nên duy trì tập luyện ngày từ 1 đến 2 lần, chỉ cần 15 đến 30 phút mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ được cải thiện một cách kỳ diệu.